Xin chào mọi người đã đến với kênh Bác sĩ Sữa Mẹ Anh Thi. Tiếp tục với chuỗi chủ đề về giấc ngủ của bé, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu lý do vì sao mà các bé khi ngủ rất là hay vặn vẹo, rất là hay uốn éo người, rên ư ư e e. Đó có phải là dấu hiệu của việc thiếu canxi hay vitamin D hay không? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Vlog trước bác có đề cập, nhưng bây giờ ôm lại một tí xíu nha. Khi ngủ thì chúng ta sẽ trải qua nhiều chu kỳ ngủ khác nhau. Mỗi chu kỳ nó sẽ có hai cái giai đoạn chính. Đó là giai đoạn REM, Rapid Eye Movement, hay còn gọi là ngủ nông, ngủ động. Và giai đoạn non-REM, hay còn gọi là ngủ sâu, ngủ tỉnh. Các nhà nghiên cứu thấy rằng giấc ngủ REM là một hình thức cho bộ não được tập thể dục. Khi bộ não phát triển, người ta thấy các cái vùng não sẽ truyền tín hiệu liên tục. Động vật càng cấp cao, bộ não sẽ càng phức tạp, thì giấc ngủ REM sẽ càng nhiều. Giấc ngủ REM rất là cần thiết để giúp cho bộ não phát triển. Biểu hiện giấc ngủ động hay còn gọi là giấc ngủ REM ở trẻ là mắt bé không nhắm hẳn mà hơi hé, đôi khi hơi rướn mở mắt rồi nhắm mắt lại. Trong mắt bé sẽ di động, hơi thở không đều, mặt bé có thể nhăn nhăn, một số cơ ở vùng mặt giật nhẹ. Bé có thể cười một cách vô thức, cơ thể bé có thể sẽ vặn vẹo, ngủ mà rặn e e. Trong 3 tháng đầu của bé, giấc ngủ động hay còn gọi là giấc ngủ REM chiếm trên 50% số cái giờ ngủ của bé. Cho nên các mẹ sẽ thấy là em bé nó ngủ nó rất là khó chịu và nó rất là hay cử động. Nó vặn vẹo người, nó rên ư ử, nó rên e e. Tất cả những cái dấu hiệu đó đều là những cái dấu hiệu rất là bình thường ở trẻ sơ sinh. Và các bạn ấy sẽ mất dần những cái biểu hiện như vậy khi ở khoảng 3 đến 4 tháng. Vậy thì đó hoàn toàn không phải là dấu hiệu của cái thiếu canxi hay là thiếu vitamin D gì hết, mà đó là một cái quá trình sinh lý bình thường mà bộ não nó đang cần thời gian để nó hoàn thiện hơn. Vậy trong 3-4 tháng đầu này giấc ngủ REM nhiều, mà giấc ngủ non-REM, tức là giấc ngủ sâu của bé đó, cũng chưa có hoàn thiện luôn. Cho nên đôi khi mình sẽ thấy là có những cái giai đoạn hoặc là có những cái khung giờ trong ngày mà em bé nó ngủ có 15-20 phút xong đặt xuống nó lại thức, mình lại bế lên dỗ và lại 15-20 phút sau nó lại thức trở lại. Nhưng mà những cái khung giờ khác em bé vẫn có thể ngủ được thì cái chuyện đó hoàn toàn rất là bình thường ha. Mỗi bé nó đều sẽ có những cái khung giờ nó sẽ khó chịu hơn bình thường, và vào những khung giờ đó nó khó ngủ hơn, nó khó chuyển qua giấc ngủ sâu hơn. Nhiệm vụ của chúng ta là cùng con vượt qua cái giai đoạn này. Và các mẹ cứ yên tâm là giai đoạn này rồi nó sẽ qua. Vào tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng, cái giấc ngủ non-REM là cái giấc ngủ sâu của bé sẽ ổn định hơn. Bộ não của bé đã phát triển hoàn thiện hơn, nên bé cũng sẽ dễ dàng chuyển từ giấc ngủ nông sang giấc ngủ sâu nhiều hơn. Dĩ nhiên phải đi kèm với những cái yếu tố như là mình sẽ tập những cái routine, tức là những cái bước, những cái thói quen trước khi đi ngủ, thiết lập một cái quá trình trước khi đi ngủ cho con. Bên cạnh đó là giúp con không có quá phụ thuộc vô tim mẹ, và giúp con là không có bị bú vặt thì nó sẽ không có dẫn đến là ngủ vặt. Những cái vấn đề này bác sẽ nói sâu thêm ở những cái vlog sau ha. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ ở bé nhà bác ha. Bé nhà bác 3 tháng đầu là bú mẹ trực tiếp hoàn toàn, sau đó thì mới hút sữa để chuẩn bị đi làm thôi. Nhưng mà trong cái 3 tháng đầu này là bé cũng rất là quấy. Bé của bác thì 1 tháng đầu ngủ rất là dễ, bú xong là ngủ, 2-3 tiếng sau lại dậy bú tiếp. Nhưng vừa đến tuần thứ 5 thì bắt đầu em bé có những cái dấu hiệu rất là khó ở trong người. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều em bé chỉ ngủ có 15-20 phút là dậy, dỗ cách nào cũng không ngủ lại và cứ khó chịu, uốn éo vặn mình cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng hôm sau thì bé bú và ngủ tương đối ổn. Tới khoảng 1 tháng sau, tức là em bé của bác bị như vậy khoảng 4-5 tuần gì đấy, thì em bé của bác mới hết. Mà thật ra mình cũng không có làm gì đặc biệt hết, mình chỉ dỗ dành con, bên cạnh con những lúc con cần, và cố gắng là không bồng bế quá nhiều thôi. Thì sau khoảng 1 tháng đó là em bé nó tự động nó hết luôn, 3 ngày nó vẫn ngủ lại được bình thường, chứ nó không có cái kiểu ngủ 15-20 phút nữa.
Vậy thì các mẹ cứ yên tâm là những cái khó chịu của con, những cái khó ở, khó ngủ của con dần dần nó sẽ hết, chứ nó không có tồn tại mãi nha. Vậy là chúng ta đã hiểu khi mà em bé vặn mình, giật mình, em bé uốn éo, em bé rặn e như vậy, dù là xảy ra ở trong giấc ngủ hay là lúc thức, thì đó là những cái biểu hiện sinh lý bình thường của em bé. Và đặc biệt là khi ngủ, em bé có rất nhiều giấc ngủ nông. Những giấc ngủ nông REM như thế này là lúc để mà não bộ phát triển. Vậy thì khi hệ thần kinh của con chưa phát triển hoàn thiện, con sẽ cần thời gian. Và cái thời gian đó, cái giấc ngủ REM nó khiến cho con rất là khó chịu. Giấc ngủ REM này nó cực kỳ quan trọng đối với lại đứa trẻ và đối với lại tất cả các loài động vật luôn ha. Bởi vì các loài động vật khi mà mới sinh ra con, cái bộ não nó cũng sẽ chưa phát triển đâu. Và người ta thấy là con nào mà nó có bộ não càng phức tạp thì cái giấc ngủ REM nó càng nhiều. Giấc ngủ REM nó có vai trò quan trọng như thế nào trong cái sự phát triển hệ thần kinh của bé và cũng như là trong cái quá trình phát triển toàn diện của bé luôn, thì chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên là giấc ngủ nông, hay mình còn gọi là giấc ngủ REM, sẽ giúp phát triển trí não của bé. Người ta nghiên cứu thấy thai nhi có tỷ lệ giấc ngủ REM rất là cao. Những cái khu não bộ dưới thấp sẽ truyền tín hiệu thần kinh cho các khu não bộ cao hơn. Các nhà khoa học nghĩ rằng ở trong môi trường tử cung á, bào thai không có nhận được nhiều kích thích từ môi trường bên ngoài, như là ánh sáng, như là âm thanh. Cho dù là mình có những cái tác động âm thanh hay ánh sáng từ bên ngoài, nhưng nó không là trực tiếp. Chính vì vậy, cái giấc ngủ REM khi mà bé ở trong bụng mẹ, nó sẽ hoạt động như một kiểu kích thích những cái hình ảnh tự động cho não bộ phát triển. Vì vậy, thai nhi có gần 100% là giấc ngủ REM. Trẻ sinh đủ tháng sẽ có 50% là giấc ngủ REM. Trẻ 2 tuổi là khoảng 25%. Và người trưởng thành là khoảng 20% là giấc ngủ REM. Khi bé khoảng 2 đến 3 tuổi, giấc ngủ REM của bé sẽ gần giống như người lớn. Nên tầm tuổi này, hầu hết các bé sẽ có những cái giấc ngủ ổn định và tốt hơn rất là nhiều so với trước đó. Vậy lợi ích đầu tiên của giấc ngủ REM đó là giúp cho não bộ của con phát triển. Còn cái lợi ích tiếp theo mà cực kỳ quan trọng luôn, đó là giấc ngủ REM giúp tăng khả năng sống sót của bé. Trẻ sơ sinh sẽ có nhịp thở không đều, một số bé sẽ có những cái giai đoạn ngưng thở ngắn. Các nhà nghiên cứu thấy rằng khi mà bé ngủ không sâu hay thức dậy, có nghĩa là lỡ bé nó ngưng thở hơi dài một xíu là tự động cơ thể của con có thể kích hoạt để cho con thức tỉnh, để cho con thở được tốt hơn. Nếu bé ngủ quá sâu, bé sẽ không có thể kích hoạt được cái quá trình này. Nhờ vậy bé sẽ giảm được nguy cơ đột tử sơ sinh. Với giấc ngủ nông nhiều thì bé sẽ dễ dàng bị đánh thức khi bị đói và gọi mẹ để được cho ăn, hay là khi bé có những cái nguy hiểm như là bị ngạt thở. Vậy thì sau những gì mà nãy giờ bác đã trao đổi thì chúng ta hiểu rằng giấc ngủ REM hay là giấc ngủ nông rất là quan trọng đối với trẻ, và nó sẽ giúp cho em bé phát triển trí não nè, rồi nó giúp cho em bé tránh được những cái nguy cơ về đột tử sơ sinh. Em bé sẽ có khả năng thức tỉnh tốt khi gặp những cái nguy hiểm hay là khi đói. Nó liên quan đến sự sống còn của bé. Nếu như mẹ nào có một em bé có nhiều giấc ngủ nông quá thì hãy hít thở thật sâu và nghĩ trong đầu là con mình đang phát triển trí não đó, chắc là nó sẽ thông minh lắm đây. Cho nên là đừng có quá căng thẳng, đừng có quá stress, mà nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bản thân, đến lượng sữa, bởi vì stress nó có khả năng gây giảm sữa, và nó cũng sẽ ảnh hưởng lên tâm lý của những người khác trong gia đình nữa. Tuy nhiên, để bé có được những cái giấc ngủ tốt hơn, có thể tự ngủ tốt hơn trong tương lai, thì các mẹ sẽ phải phối hợp với nhiều những cái yếu tố khác, như là thiết lập một cái lịch trình sinh hoạt của con trước khi ngủ, hoặc là mình sẽ có những cái phương pháp để hướng dẫn con ngủ tốt hơn, không cho con bú vặt ngủ vặt, không cố gắng là hạn chế cái chuyện mà bé lệ thuộc ti mẹ quá. Tất cả những cái vấn đề này bác sẽ đề cập ở những cái vlog lần sau. Bác tạm dừng vlog ở đây. Hẹn gặp lại các mẹ sau nha.